Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin 18 giờ 30 ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông vừa tổ chức gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022, phát động khí thế làm việc ngay từ ngày đầu năm mới. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông đã chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời đề nghị đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của huyện trong năm 2022. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, tạo tiền đề để huyện về đích nông thôn mới vào năm 2024. Trước mắt, các đơn vị tập trung phối hợp làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo công tác thu ngân sách nhà nước, phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện bình thường mới.